Thường là vào cái dịp cuối năm á, chúng ta hay nhân cái cơ hội này á, để mà ra mắt gia đình người yêu của mình đúng không? Nhưng mà là một perfumer thì nên chọn một cái mùi hương như thế nào sao cho nó phù hợp nha. Thường là chúng ta có thể lựa chọn những cái mùi hương làm sao để nó đảm bảo được cái tiêu chí là thể hiện sự thân thiện, nhưng bên cạnh đó cũng thể hiện được tính cách của mình. Và mọi người nhớ hãy xem hết cái video này để xem những cái gợi ý của Hương nha. Khi mà ra mắt gia đình của bạn trai của mình á, thì chúng ta cần đặt ra một vài cái tiêu chí nhỏ ha. Nếu mà mình chọn một cái mùi quá sang á, thì tự nhiên nó sẽ tạo một cái khoảng cách xa hơn. Nhưng mà nếu bình thường quá thì nó lại không gây được cái ấn tượng. Vì vậy Hương nghĩ là mình nên chọn một cái mùi hương làm sao nó thể hiện được cái sự dễ chịu, cái sự thân thiện. Và bên cạnh đó nó vẫn thể hiện được cái cá tính riêng của mình. Tuy nhiên có một cái yếu tố là nếu như bạn thích cái mùi nào thì bạn hãy chọn cái mùi đó đi. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình là chính mình thì lúc đó mình sẽ tạo một cảm giác rất là tự tin. Mình chỉ cần lịch sự và mình thể hiện sự tôn trọng như vậy là đủ rồi. Tất cả những hành động của mình thì sẽ để lại cho người ta một cái cảm nhận về mình. Tuy nhiên cái mùi hương thì nó sẽ để lại một cái ký ức. Hương sẽ chọn cho bạn một cái chai nước hoa mà có một cái điểm nhấn một tí xíu, nhưng mà nó sẽ vẫn tôn lên được cái tính cách của mình ha. Thì đó chính là dòng nước hoa của Jo Malone, phiên bản là English Beer. Thì đây là một cái chai nước hoa tạo một cái sự sang nhẹ nhàng, khi lên da của mình sẽ có một cái cảm giác rất là đặc biệt. Và Hương rất thích cái chai nước hoa này, bởi vì khi mà xịt lên da nó sẽ có một cái mùi phấn nhẹ kết hợp với quả lê, tạo nên một cái sự tươi mát. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó giống như một cái bông hoa trắng, làm cho mình cảm thấy một cái mùi hương rất là tinh khiết. Tuy nhiên thì cái nốt cuối cùng đó là sự kết hợp của hổ phách, nó sẽ làm cho cái nốt hương nó thơm mà nó trở nên ấm hơn, sâu sắc hơn. Dòng nước hoa của Jo Malone có một cái đặc điểm đó, đó chính là nó tạo một cái mùi hương rất là sang, khiến cho cái mùi hương trở nên nhẹ nhàng, thư giãn, thoải mái cái tinh thần. Nhưng mà nó lại có một cái sự khác biệt, không phải là những cái mùi hương đại trà, và tạo cho mình một cái điểm nhấn rất là riêng. Nếu như những cô nàng nào mà không thích những cái mùi hương quá mạnh, quá nồng, thì Hương tin chắc rằng Jo Malone sẽ tạo cho mình một cái kiểu sang nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng mà thể hiện được một cái sự đầm thấm và quyến rũ. Ai bảo là qua nhà bạn trai của mình thì không nên chọn một cái mùi hương quá sang. Theo Hương thì nếu như mà mình thuộc cái gu như vậy thì mình cứ thể hiện. Bởi vì khi mình thể hiện được tính cách của mình thì chắc chắn lúc đó mình sẽ tự tin nhất ha. Thì dòng nước hoa của Rosa Elise là một trong những cái mùi hương mà khi xịt lên người ta hay nói là trời ơi, cái mùi hương của tiền á. Cái chai này nó không những đem lại cho bạn một cái cảm giác sang, mà nó làm cho mình trở thành một cái cô gái tiểu thư nhà trăm anh vậy đó. Thì đi mà xịt chai này Hương nghĩ chắc là không ai bắt mình rửa chén luôn á. Nói vui với mọi người thôi, nhưng mà thực tế là xịt mùi này nó quá sang đi. Cái cảm giác cái mùi sang nhẹ nhàng, tạo sự dễ chịu và gần gũi. Cái tông mùi mà Hương thích đó, đó chính là cái tông mùi của gỗ cashmere. Đó là một trong những cái mùi hương của gỗ nhẹ nhàng, tạo một cái cảm giác mềm mại, mịn màng. Nó lại hòa quyện với tông mùi của quả đào và hoa hồng nữa, nên khiến cho cái mùi hương đó làm cho mình trở thành một cái cô tiểu thư nè, đầm thắm nhưng mà lại rất thân thiện với những người xung quanh. Khi xịt mùi này chắc chắn mọi người sẽ nhớ bạn bởi vì một cái ký ức quá đẹp. Đây là một mùi hương mà Hương nghĩ được rất nhiều cô gái lựa chọn, bởi vì nó thể hiện một cái sự quyến rũ, một cái sự đầm thắm của một người phụ nữ. Và chai này á, mọi người mới nghe chúng ta tưởng đâu là một cái mùi phấn thì chắc là nó rất là nữ tính đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó nó thể hiện được cái cá tính của mình. Và dòng nước hoa của Narciso For Her với EDP này á, thì khi Hương xịt lên da, cái tông đầu tiên mình sẽ cảm nhận rất rõ đó là một cái mùi của phấn và xạ hương. Nhưng mà nó lại có thêm cái tông mùi của hoa hồng kết hợp với gỗ, nên khiến cho một cái sự đầm thắm nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại và cá tính. Nếu như mà mẹ của người yêu mình á, mà thuộc một cái tiết mà hơi trẻ mà kiểu có gu thời trang một tí xíu, thì chắc chắn bạn sẽ tạo được một cái sự ấn tượng rất là tốt đối với lại nhà người yêu của mình. Với một cái mùi hương không quá mạnh mà tạo một cái sự dễ chịu, và đặc biệt đó là giữ được một cái sự ngọt tươi của một cái mùi hương nữ tính, và nó có một chút xíu hơi hơi mát nhẹ ở những cái nốt hương cuối cùng. Và Hương tin đây sẽ là một cái mùi hương sẽ cho bạn thấy một cái hình ảnh của một người phụ nữ tuy bánh bèo nhưng vẫn thể hiện được một cái sự cá tính và mạnh mẽ.
Có một cái điểm lưu ý khi dùng cái dòng nước hoa của Narciso For Her này, đó là khi mình xịt ra cái tông đầu tiên, chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi mạnh một tí xíu, nhưng mà mình dặm lại cái mùi hương thì chúng ta cần chờ từ 2 phút đến 3 phút, sau đó chúng ta hãy bước ra. Thì như vậy thì cái mùi hương nó sẽ lan tỏa đều hơn và khiến cho mọi người cảm thấy một cái sự dễ chịu. Đây là dòng nước hoa sẽ rất là phù hợp đối với những bạn mà đã đi làm tầm độ tuổi từ 25 đến 28 mà muốn thể hiện được một cái sự chín chắn. Vì sao Hương nói như vậy? Bởi vì cái đây là cái dòng nước hoa của Lancôme á, và với cái tông mùi chủ đạo là tông mùi hoa nhài và hoa hồng, khi mình mới xịt ra mình sẽ thấy được là một cái sự trưởng thành, một cái sự chín chắn. Nhưng bên cạnh đó nó sẽ không làm cho bạn bị già đi đâu, là bởi vì nó vẫn có cái sự tươi mát của hoa cam kết hợp với quả lê. Và Hương thấy rằng là trong tất cả những dòng nước hoa của Lancôme thì đây là một cái chai nước hoa mà nó có một cái sự tươi nhất, một cái sự ngọt nhẹ, nhưng nó vẫn thể hiện được một cái sự đầm thấm và nữ tính. Nếu như mà bạn muốn thể hiện hình ảnh một cái người phụ nữ chín chắn nhưng mà vẫn có một cái sự trẻ trung, thì Hương tin chắc rằng dòng Lancôme của Idole này chắc chắn cực kỳ an toàn khi ra mắt gia đình người yêu. Và bây giờ là chai nước hoa cuối cùng, cực kỳ thích luôn. Một cái dòng nước hoa vừa thơm vừa tạo cảm giác dễ chịu, mà đặc biệt là giá của nó cực kỳ mềm luôn. Và Hương tin chắc dòng nước hoa này sẽ không phải ai cũng biết đâu, bởi vì có nhiều người họ chỉ biết đến cái túi xách của Ghét thôi, nhưng mà lại không biết đến cái dòng nước hoa của Ghét Hồng. Hương chưa thấy một cái chai nước hoa nào mà tầm giá khoảng 1 triệu nhưng mà lại mang đến cho mình một cái cảm giác, cái mùi hương nó nhẹ nhàng, sang và đặc biệt là lưu hương rất là lâu. Khi mà Hương xịt cái dòng nước hoa của cái Ghét Hồng này á, bản thân Hương tự cảm thấy là một cái mùi hương sang nhẹ nhàng và làm cho mình trở nên đầm thắm hơn, với một cái tông mùi tươi mát của quýt và táo, đặc biệt là sự kết hợp của tuyết tùng và một chút xíu sự hòa quyện của hoa mẫu đơn, khiến cho cái mùi hương đó trở nên không có bị đại trà. Và dòng nước hoa của Ghét này có một đặc điểm, đó là khi Hương xịt từ sáng cho tới chiều thì những người xung quanh của Hương họ vẫn nói là: ủa, xài cái mùi hương gì mà thơm quá vậy? Nếu như bạn xài cái chai nước hoa này ra mắt gia đình của người yêu của mình, biết đâu mẹ chồng lại hỏi là con xài mùi gì mà thơm quá vậy á. Hương vừa chia sẻ với cả nhà của mình 5 dòng nước hoa mà mình có thể sử dụng để ra mắt gia đình bạn trai vào dịp cuối năm hoặc là đầu năm. Và đây sẽ là 5 dòng nước hoa. Nó có thể không phải là một cái dòng quá đặc biệt, nhưng mà nó sẽ mang đến cho bạn những cái sự tuyệt vời khi mà mình tạo được một cái sự gần gũi, một cái sự thân thiện khi ra mắt gia đình người yêu của mình. Nếu như mà các bạn có bất cứ những ý kiến gì, cũng giống như là có những sự góp ý thích hoặc không thích, thì hãy comment cho Hương biết nha, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau. Chúc cho các bạn sẽ có một cái buổi ra mắt gia đình người yêu vào dịp cuối năm thật là nhiều ấn tượng tốt đẹp. Và đừng quên hãy like và subscribe kênh YouTube của Missy Perfume. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cái video tiếp theo nha. Bye bye.